trận đấu giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và nữ Nhật Bản diễn ra lúc 22 giờ ngày 25 tháng 7 trong khuôn khổ bảng C bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Đây là trận đấu tái hiện lại màn so tài tại vòng bảng World Cup nữ 2023 khi đội tuyển nữ Nhật Bản đánh bại tuyển nữ Tây Ban Nha 4-0. Đó là trận thua duy nhất của tuyển nữ Tây Ban Nha khi sau đó họ băng băng về đích và đang qua ngôi vô địch với chiến thắng tối thiểu trước Anh ở trận chung kết. Trở lại với trận mở màn vòng bảng Thế vận hội Paris 2024 tuyển nữ Tây Ban Nha đã giành được suất tham dự Thế vận hội lần đầu tiên sau khi có chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Hà Lan ở vòng bán kết UEFA Women's Nations League. Sau trận đấu này, tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Pháp ở trận chung kết để đăng quang, qua đó có hai chức vô địch trong hai năm liên tiếp. Và đoàn quân huấn luyện viên Montserrat Tom đang đặt mục tiêu giành HAT trích danh hiệu quốc tế danh giá nhất bằng tấm huy chương vàng Olympic. Sự chuẩn bị của tuyển nữ Tây Ban Nha cho trận đấu này là tương đối ấn tượng với thành tích thắng 5 trong 6 trận vòng loại Euro 2025 từ đầu tháng 4 tới nay, mới nhất là thắng lợi thuyết phục trước Bỉ. Trong khi đó, Nhật Bản đã giành được suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 với chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên vào tháng 2. Nhà vô địch thế giới năm 2011 vẫn chưa nếm trải thành công tại Olympic trong 5 lần tham dự trước đó, với thành tích tốt nhất của họ là tại London 2012 khi lọt vào trận chung kết nhưng lại để thua Mỹ và thầy trò huấn luyện viên Futoshi Ikeda đang rất muốn thay đổi lịch sử bằng một tấm huy chương vàng. Quá trình chuẩn bị cho giải đấu của tuyển nữ Nhật Bản là tương đối ấn tượng khi họ bất bại 5 trận giao hữu từ đầu tháng 4 tới nay, cầm hòa tuyển nữ Brazil, Colombia, đồng thời đánh bại những tuyển nữ Ghana và New Zealand. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới tuyển nữ Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Tuyển nữ Tây Ban Nha dự giải với nhiều cầu thủ ngôi sao đang có phong độ tuyệt vời, đặc biệt là Aitana Bonmati người đã giành giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA 2023. Cô là nhân tố chính trong chiến thắng chung kết Champions League của Barca trước Lyon. Các thành viên khác của đội tuyển tuyển nữ Tây Ban Nha có khả năng thể hiện cực kỳ tốt tại Paris bao gồm Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Irene Paredes và Sauma Paraluelo. Bên phần sân đối diện, tuyển nữ Nhật Bản tự hào có một đội hình chất lượng, dẫn đầu là hậu vệ đã khoác áo đội tuyển 150 lần. Saki Kumagai và người danh danh hiệu chiếc giày vàng FIFA World Cup 2023 Hinata Miyazawa. Ngoài ra, những cầu thủ đang thi đấu tại Anh như Fuka Nagano, Liverpool Rico Ueki, West Ham cũng sẵn sàng ra sân, dù chỉ là tân binh của đấu trường Olympic. Nhưng tuyển nữ Tây Ban Nha với dàn hảo thủ đang ở độ chín sự nghiệp và có phong độ cao thời gian qua đang rất tự tin để hướng đến một chiến thắng trong trận mở màn giải đấu. Đương kim vô địch thế giới đội tuyển nữ tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có trận đấu mở màn Olympic 2024 gặp đội tuyển nữ Nhật Bản vào chiều ngày thứ năm trên sân Stade de la Bioja Louis Fontaineau. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Tây Ban Nha tham dự Olympic, trong khi Nhật Bản đã có kinh nghiệm tham dự năm kỳ Olympic trước đó. Ở kỳ World Cup bóng đá nữ 2023, tuyển nữ Nhật Bản đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 4-0 bằng lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc, dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 23%. Dự kiến tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục kiểm soát bóng trong trận đấu này, nhưng lần này, họ sẽ biết cách tận dụng cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số sát đút. Tuyển nữ Tây Ban Nha đang là các nhà đương kim vô địch thế giới. Họ chắc chắn đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại Olympic lần này. Trong quá khứ, họ còn chưa lần nào vượt qua vòng bảng tại Olympic. Thậm chí, đây mới là lần đầu tiên nữ Tây Ban Nha vượt qua vòng loại để tiến tới vòng chung kết. Trong khi đó, nữ Nhật Bản mới chỉ lỡ hai lần Olympic. Họ cũng từng một lần giành huy chương bạc vào kỳ Olympic năm 2012 tuyển nữ Tây Ban Nha đang đứng hạng một thế giới môn bóng đá nữ, còn nữ Nhật Bản có vị trí số 7, ở bảng C ngoài họ còn có hai đội nữa là nữ Brazil và Nigeria, nhưng 2 phần 3 đội thứ ba vẫn sẽ có vé đi tiếp. Nữ Tây Ban Nha đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn nhiều ở cặp đấu này, nhưng chính tại World Cup 2023, nữ Nhật Bản từng đè bẹp đối thủ 4-0 ở vòng bảng, trận thua duy nhất của đội vô địch. Đây mới chỉ là trận gia quân, ở bảng đấu có nữ Brazil rất đáng gờm, cũng như nữ Nigeria cũng là một ẩn số chính vì thế nữ tây ban nha và nhật bản cần phải thận trọng ở trận mở màn này